Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ, ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được.
Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên, chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái dòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó. Và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có 3 chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý.
trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời,
một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân, si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực, than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cứu tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng,
cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phúc họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Phật dạy, hai không hỏi, ba không tranh. Hai không hỏi, ba không tranh là lời khuyên của Đức Phật được xem là đáng giá hơn vàng. Vì nó giúp ta không chỉ soi lại bản thân, mà còn thoát ra khỏi những ham muốn đời thường đang khiến ta lầm đường, lạc lối. Lời khuyên của Đức Phật về hai không hỏi, ba không tranh bao gồm những điều tưởng như đơn giản, rất đời thường, nhưng hàm ý sâu sắc. Vì vậy ta không cần vội đánh giá đúng hay sai. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian để suy ngẫm, tự điều chỉnh bản thân cho phù hợp. Thứ nhất, hai không hỏi. Hai điều mà Đức Phật nhắc dưới đây sẽ giúp chúng ta tự soi chiếu lại bản thân mình, từ đó nhận ra đã có những thói quen không tốt trong thời gian dài. Hãy cố gắng từng bước sửa lỗi sai trong giao tiếp cơ bản này bạn nhé. Thứ nhất, không hỏi đời tư của người khác. Người Việt có thói quen thể hiện sự quan tâm người khác bằng những câu hỏi mang tính riêng tư, như thu nhập bao nhiêu, nhà cửa thế nào, làm ăn ra sao. Đáp lại câu hỏi này thường là sự ngượng ngùng. Nếu phải trả lời, họ sẽ cố gắng nói qua loa lảng tránh cho xong. Vậy là nhiều người tiếp tục hỏi những câu chi tiết hơn về những điều nhạy cảm riêng tư này. Đôi khi giao tiếp thông thường thôi mà bỗng nhiên khiến ta trở thành vô tình, vô tâm, vô duyên. Nên nhớ rằng đời tư nghĩa là chuyện cá nhân, là những việc không muốn để người khác biết. Đó bao gồm những chuyện liên quan tới thu nhập, thưởng Tết, tiền tiết kiệm, đời sống tình cảm, hoàn cảnh xuất thân, tuổi tác, cân nặng, tình trạng hôn nhân, gia đình, địa chỉ nhà, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, kế hoạch trong tương lai. Dường như bao lâu nay, đa phần người Việt chúng ta không coi những thông tin cá nhân là chuyện riêng tư, mà nhiều khi phải là chuyện chung của thiên hạ, việc mà ai cũng phải quan tâm, cùng nhau chia sẻ. Cứ nhớ tới cảnh về quê, gặp ai cũng hỏi, có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng, lấy vợ? Lương được bao nhiêu? Thì chính bạn có cảm thấy khó chịu hay không? Đó là chưa kể tới khi lấy chồng thì câu hỏi tiếp theo đó là bao giờ thì có tin vui? Sau khi có em bé rồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì bao giờ định sinh thêm đứa nữa đây? Thậm chí có hai đứa con rồi, cũng có người hỏi thêm thứ ba nữa cho vui. Mọi người cứ lấy câu hỏi vui miệng của mình như là cách để quan tâm, nhưng thường khiến người trong cuộc cảm thấy khó chịu. Vì thế, Phật khuyên chúng ta tránh việc hỏi đời tư của người khác, kẻo trở thành người không khéo léo trong giao tiếp ứng xử. Thứ hai, không hỏi chuyện nhà người khác. Có một số người rất thích lo chuyện bao đồng. Thấy vợ chồng người ta tranh cãi, vội khuyên can ngay. Có thể đó là ý tốt, nhưng lại thường đổ thêm dầu vào lửa. Sự thật là gia đình nào cũng có chuyện không lớn thì bé. Nhưng nếu là để người trong nhà giải quyết với nhau,
sẽ không bao giờ có chuyện bé xé ra to. Khi người ngoài không hiểu rõ hay thêm mắm thêm muối thường khiến tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Vợ chồng nhà người ta cãi nhau, nếu ta biết chuyện thì người đó cũng đã cảm thấy ngại ngùng, muốn tránh mặt rồi, huống chi là còn hỏi trực tiếp. Hôm qua vợ chồng mày đánh nhau à? Cuộc đối thoại có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ nếu bạn đặt ra những câu hỏi có tính soi xét chuyện gia đình của người khác. Nhất là khi nghe chuyện nhà của người ta thì bản thân không thể hiểu hết câu chuyện vì mới chỉ có thông tin một chiều. Những lời khuyên can lúc này hoàn toàn vô ích khi ta chưa thực sự biết rõ sự việc. Thứ hai đó là ba không tranh. Có những việc tưởng là tranh giành về mình thì bản thân có lợi thế. Nhưng đó chỉ là những điều chỉ thấy ở trước mắt vì tương lai lại hại nhiều hơn lợi. Thứ nhất, không tranh giành đúng sai. Cuộc sống không chỉ có màu trắng và đen. Một việc cũng không chỉ có đúng và sai. Vì thế nếu còn tranh cãi về đúng hay sai hoặc tranh giành để cố tỏ ra mình đúng, người ta sai, chỉ khiến cho tình cảm rạn nứt chứ không làm cho tình hình khá lên. Cũng là một vấn đề, nhưng theo thời gian, góc nhìn của bạn còn thay đổi. Vậy nên đừng vội vàng chắc chắn 100% chỉ vì muốn mình là người chiến thắng giỏi giang. Nếu như việc gì cũng cần phải tranh luận đúng sai, không những khiến bản thân mệt mỏi mà còn khiến mọi người xa lánh, không thích làm việc, hợp tác chung. Tranh giành đúng sai là một hành vi mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đây là một thái độ và cách tiếp cận có thể tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực. Thay vì tập trung vào việc chứng minh mình đúng và người khác sai, chúng ta có thể hưởng lợi nhiều hơn từ việc tìm hiểu lắng nghe và xây dựng sự đồng thuận. Đầu tiên không nên tranh giành đúng sai, bởi vì nó tạo ra sự xung đột và khó chấp nhận lẫn nhau. Thay vì tập trung vào việc đánh giá và đối đầu với ý kiến khác biệt, hãy thử tìm hiểu quan điểm và lý lẽ của người khác bằng cách lắng nghe một cách tử tế và tôn trọng. Chúng ta có thể xây dựng cầu nối và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho cả hai bên. Thứ hai, tranh giành đúng sai cũng làm mất đi sự khéo léo và sáng tạo trong tư duy. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong việc chứng minh mình đúng và người khác sai, chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội học hỏi và phát triển. Thay vì tranh giành, hãy tìm cách xây dựng sự hiểu biết và sáng tạo bằng cách trao đổi ý kiến, thảo luận và khám phá các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Cuối cùng, tranh giành đúng sai cũng tạo ra một môi trường không thoải mái và căng thẳng. Chúng ta có thể phải chịu cảm giác căng thẳng xung đột và cảm thấy bất an trong quá trình tranh luận này. Thay vào đó, hãy tìm cách tạo ra một môi trường thân thiện. Trong đó, mọi người có thể tự do thể hiện ý kiến và đánh giá mà không bị sợ hãi hay bị đánh giá. Tóm lại, không nên tranh giành đúng sai, mà hãy tập trung vào việc xây dựng sự đồng thuận và sự hiểu biết. Khi chúng ta mở lòng lắng nghe và tôn trọng người khác, chúng ta có thể học hỏi, phát triển và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Thứ hai, đó là không tranh giành thể diện. Nhu cầu cao nhất của con người đó là được giữ thể diện. Vì thế, nhiều người đặc biệt chú trọng tới điều này, bám chấp vào nó bằng mọi giá. Bản chất của việc này là cái tôi quá lớn, không biết rằng cuộc sống này quan trọng nhất là giữ được sự khiêm nhường trong mọi tình huống. Nhất là khi bị ai đó nói khuyết điểm của bản thân, nhiều người tức giận, nuôi giận trong lòng hoặc tìm cách trả thù. Thực ra, nếu biết hạ cái tôi của mình xuống, tự đánh giá lại bản thân xem rốt cuộc có những khuyết điểm này hay không, như thế mới biết cách sửa sai, chứ không phải là đi tranh cãi để lấy chút thể diện, nhưng các lỗi sai vẫn còn nguyên đó. Hoặc trong một số tình huống, một người bị giáng chức, thất thế liền trở nên điên loạn,
vì họ không chịu chấp nhận mình thua cuộc, cảm thấy bị mất thể diện với cấp dưới, với mọi người xung quanh. Thể diện thực sự không phải là thứ người khác mang lại. Nó có được là khi bạn xuất sắc, khiêm nhường, đối xử tốt với mọi người, và một cách rất tự nhiên là bạn sẽ nhận được sự công nhận của người khác. Thứ ba, không tranh giành được mất. Nhiều người thành công chia sẻ rằng, trong quá khứ họ ngỗ ngược, ngông cuồng, luôn giành phần thắng, phần hơn về mình. Nguyên nhân một phần vì tuổi trẻ nông nổi, chưa hiểu chuyện. Khi tuổi đã cao, họ mới nhận ra rằng, tranh giành được mất quá là vô nghĩa. Vì cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, cho họ biết rằng, đáng quý nhất đó là sự an yên trong lòng, chứ không phải là cố gắng có nhiều vật chất danh vọng hơn. Khúc mắc và tranh giành là một phần tự nhiên của cuộc sống, nhưng đôi khi chúng có thể gây ra căng thẳng và xung đột. Thay vì tranh giành và đấu tranh để giành được lợi ích của mình, có một cách tiếp cận khác mà chúng ta có thể áp dụng, đó là tìm kiếm giải pháp hòa bình và tạo ra môi trường hòa bình cho tất cả mọi người. Trước tiên, hãy hiểu rằng tranh giành không nhất thiết phải dẫn đến một người thắng và một người thua. Thay vào đó, chúng ta có thể tìm cách tạo ra sự hòa hợp và sự đồng thuận. Bằng cách lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác, chúng ta có thể tìm ra những giải pháp mà có thể đáp ứng các lợi ích và nhu cầu của tất cả mọi người. Thứ hai, hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và duy trì sự tôn trọng và lòng nhân ái. Khi chúng ta đặt trọng tâm vào quan hệ và trân trọng lẫn nhau, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường đáng sống và tạo điều kiện cho sự hợp tác và sự cộng tác. Cuối cùng, hãy nhìn xa hơn và nhận thức rằng việc chia sẻ và giúp đỡ người khác có thể mang lại lợi ích cho chính bản thân. Thay vì tập trung vào việc chiếm đoạt và tranh giành, hãy tìm cách hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển chung. Khi chúng ta chia sẻ và giúp đỡ, chúng ta tạo ra một môi trường hỗ trợ và tạo điều kiện cho mọi người để thành công. Tóm lại, không nhất thiết phải tranh giành để giành được. Thay vào đó, hãy tìm cách tạo ra sự hòa hợp, tôn trọng và lòng nhân ái khi chúng ta tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và tạo ra lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tạo ra một môi trường tốt đẹp và đạt được sự thành công và hài lòng trong cuộc sống. Lời Phật dạy về hơn thua đã chỉ ra rằng con người cố gắng ganh đua, đấu đá, hãm hại lẫn nhau chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí. Cuối cùng khi lìa xa cõi đời cũng chỉ là cát bụi, đâu ai có thể mang theo được gì. Sự thật là trong cuộc sống này, không phải là người luôn đúng, luôn khôn ngoan thì gặp may. Ngược lại, có những người được xem là khờ là dại, còn chẳng cần tính toán gì, cuối cùng lại được hưởng lợi. Thế nên mới có câu, thánh nhân đãi kẻ thù khờ là vậy. Tranh giành chỉ là thái độ của người không hiểu chuyện. Họ không biết đâu là lẽ sống của cuộc đời, cứ tưởng càng nhiều càng tốt. Thế nên, trong cuộc đời này, làm gì cũng cố gắng hết sức, dù kết quả có không được như ý, thì cũng cảm thấy vui vì nỗ lực của bản thân. Chẳng có gì để hối tiếc cả. Cuộc đời chẳng ai lường trước hết được có những gì sẽ xảy ra. Thế nên cố gắng hai không hỏi, ba không tranh, để cuộc sống luôn an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hành trang trên lộ trình hoằng pháp, vô tác giới thể, định lực và phương tiện huệ. Tôi đảm trách việc hoằng pháp từ thời kỳ khó khăn nhất đến thời kỳ đất nước độc lập với chủ nghĩa xã hội. Theo tôi, mỗi giai đoạn lịch sử có những sự kiện diễn biến khác nhau, nên chúng ta phải hoằng pháp thế nào cho thích hợp để tồn tại và phát triển. Nếu cứ cố chấp một việc nào, chắc chắn hỏng việc. Vì vậy, phải có trí tuệ để nhìn thấy đúng mà có được sự thay đổi tương ưng với hoàn cảnh. Đó là phương tiện của Đạo Phật. Thật vậy, Phật Thích Ca và mười phương Phật có sự nối kết với nhau, nhưng đây là thế giới Phật, nên chỉ có Phật biết và làm được.
chúng sanh không thể hiểu và không thể làm, nên Phật phải khai pháp môn phương tiện. Suốt một đời thuyết pháp của Phật đều là phương tiện, được Phật ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng chấp vào ngón tay, phải có trí tuệ để tìm thấy chân lý. Chấp ngón tay, rơi vào chấp pháp thì làm đạo không thành công. Tạng kinh Nikaya theo Phật giáo Nguyên Thủy có thể rút gọn còn 3 phần chính là giới, định, tuệ. Nghĩa là Phật dạy con người trở thành đức hạnh, đó là giới. Chúng ta phải thấy đức hạnh quan trọng nhất, gọi là vô tác giới thể, tức là sự chứng đắc. Còn phương tiện thì chúng ta có giới của tỳ kheo ni, sa di, ưu bà tắc. Vì giới là phương tiện nên có gia giảm, đối với chư tăng thì chừng đó giới là vừa. Nhưng đối với chư ni, phải tăng thêm giới, với cư sĩ thì giới được bớt đi, vì hoàn cảnh gia đình ràng buộc. Chính vì giới là phương tiện, nên lập giáo khai tông, Phật chỉ có tam quy là đủ. Muốn trở thành đệ tử Phật, chỉ cần thọ tam quy. Nhưng sau 12 năm, số người tu đông đã tạo nên tình trạng phức tạp. Vì vậy, Phật đặt giới để loại ra những người tà giáo chen vào phá hoại, cản trở việc tu hành. Có thể thấy rõ Phật muốn bảo vệ người thực tu giúp họ đắc đạo. Vào vô tác giới thể là chính, còn tất cả là phương tiện. Vì thế nếu chấp giới tướng sẽ làm mờ giới thể. Bắt đầu tu, tôi đã nhận thấy rõ pháp cấm túc an cư giúp tâm chúng ta thanh tịnh lần, diệt được 3 độc tố tham, sân, si. Để chúng ta đạt vô tác giới thể, thì chúng ta trở thành thanh tịnh tỳ kheo, là người đức hạnh trên cuộc đời. Vô tác giới thể quan trọng, còn phương tiện là giới tướng. Vì vậy ở giai đoạn đầu, Phật chỉ cho 4 giới trọng tội, về sau mới tăng lên vì có người phạm tội, Phật mới cho thêm 13 giới tăng tạng. Các thầy bắt đầu nghĩ cất am, cốc, chùa, Phật mới chế giới cất am, cốc, chùa. Nghĩ đến cất am thì kiếm đất cắm dùi là sai phạm rồi. Vì vậy Phật chế ra muốn cất am phải nhờ tỳ kheo có trí tuệ chỉ chỗ không có tai nạn và không chướng ngại. Vì đến chỗ bị chướng ngại, có tai nạn, làm sao tu? Tỳ kheo có trí tuệ am tường luật lệ, luật thuộc quốc gia, lệ thuộc địa phương. Nhờ tỳ kheo am tường luật lệ chỉ cho mình, không phải muốn cất am cốc ở đâu cũng được, cất chùa còn khó hơn nữa. Ở Việt Nam hiện nay, luật tôn giáo quy định cất chùa phải có đất hợp pháp do nhà nước cấp, gọi là đất tôn giáo. Ở đây, 23 hecta đất được luật pháp quy định cho chúng ta xây dựng học viện. Như vậy là đất trường học hợp pháp, chúng ta mới tập chúng vô học yên ổn. Thêm nữa, Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng chùa Thanh Tâm trên 3 hecta là đất tôn giáo. Phật chế nếu là tỳ kheo trí tuệ đạt giới thể vô tác, chẳng những biết luật pháp, thậm chí họ còn tư vấn cho nhà vua cách trị nước an dân. Đó là các vị cao tăng mà sử sách còn ghi công đức của các ngài. Ngày nay thấp hơn một bậc, chúng ta tôn trọng luật pháp. Đất tôn giáo được cất chùa, xây trường thì có luật riêng. Học luật phải hiểu đó là phương tiện mà Phật đặt ra vì có người vi phạm. Đừng cố chấp mà nói luật quy định như vậy thì không thể khác. Phật vào Niết Bàn, tăng ni phải lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn là Phật Pháp còn. Vì giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, đó là cái gốc của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng điều này bằng tuệ tri, chúng ta thấy sao? Giới luật Phật nói có phải là 5 giới, 10 giới, 250 giới hay không? Tại sao khi chưa có giới luật, ai tu cũng đắc La Hán? Nhưng có giới luật, sao không ai đắc La Hán? Và hiện tại đắc La Hán còn khó hơn nữa. Vì vậy, có trí tuệ phải thấy giới luật là gì mà nói giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Khi Phật Thích Ca tu hành, đắc đạo, và Ngài thuyết pháp từ Lộc Uyển cho đến Thành Vương Xá, trong suốt 12 năm chưa có giới. Như vậy thử nghĩ thanh tịnh tỳ kheo có giới hay không? Nếu nói không có giới là sai, là không hiểu giới luật của Phật. Giới này là giới thể thanh tịnh. Nếu chúng ta truyền giới tướng tỳ kheo thì phải có 250 giới. Vì vậy khi Xá Lợi Phất theo Mã Thắng đến gặp Phật Thích Ca, Phật chỉ nói đơn giản thiện lai tỳ kheo, thì Xá Lợi Phất liền chứng La Hán, nghĩa là vì giới thể thanh tịnh của ông đã có, nên nghe Phật ấn chứng, ông liền đắc La Hán. Đối với tôi, giới thể thanh tịnh rất quan trọng. Bên trong giải thoát thì hiện tướng bên ngoài giải thoát. Phải nhớ rằng, giới thể tỳ kheo thanh tịnh, Phật Pháp còn. Tỳ kheo chỉ còn giới tướng sẽ khiến Phật Pháp suy yếu.
Tự giới chúng ta tu hành trở thành người đức hạnh, thể hiện mỗi người được xã hội cung kính, tôn trọng là gặt hái được quả sa môn. Định là có sức tập trung vì không bị phiền não quấy rầy, và tập trung được thì huệ sanh. Định và huệ gắn liền với nhau. Tạng Kinh A Hàm tóm gọn còn lại ba chữ giới định tuệ, tức trở thành người đức hạnh, an tĩnh và trí tuệ, đắc quả A-la-hán là bậc thánh trong nhân gian. Nhưng qua Kinh Pháp Hoa khẳng định rằng, nếu thiệt chứng A-la-hán mà không tin Pháp Hoa thì không phải là A-la-hán. Vì vậy có sự bất đồng giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Theo tôi, không tin Kinh Pháp Hoa là cố chấp. Kinh Pháp Hoa là gì? Thân giới đức theo Pháp Hoa được ví như hoa sen ở trong bùn, nhưng không nhiễm bùn mà tỏa hương sen là hương đạo đức. Tỳ kheo tu Pháp Hoa đã thành tựu giới đức, và giới đức lan tỏa lực thuyết phục, cảm hóa người khác. Như vậy, Kinh Pháp Hoa và giới đức là một, hay Kinh Pháp Hoa và Kinh Nguyên Thủy là một? Trong ba tụ theo Đại Thừa là luật nghi, thiện pháp và nhiêu ích hữu tình, trí tuệ cũng là yếu tố rất quan trọng. Đức Phật thấy được thầm thâm vi diệu pháp, hay chiều sâu tận cội nguồn của chúng sanh, của tất cả các pháp do nhân duyên sanh, vì Ngài có tuệ giác vô thượng. Nếu có đức hạnh và trí tuệ nhưng không làm lợi ích cho chúng sanh thì coi như không có gì. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa quy định thêm việc làm lợi ích cho cuộc đời. Điều này hoàn toàn tương ưng với Phật giáo Nguyên Thủy. Thật vậy, như đã nói ở phần trên, sau khi Phật giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như và 50 thanh niên dòng Gia Xá đắc quả A-la-hán được giải thoát, an lạc, thì Ngài bảo mỗi người đi một hướng để truyền trao thành quả này cho người khác cũng được lợi lạc như mình. Vì vậy, làm lợi ích cho chúng sanh thì phải đắc A-la-hán có giới định tuệ mới làm được. Chúng ta cũng nhận thấy rõ Đức Phật phải đắc đạo và dùng trí tuệ quán sát người có duyên mới đến độ. Riêng tôi khi sang Pháp làm nghiên cứu sinh, gặp ông Đại Thí Chủ mời tôi về nhà. Ông nói thầy về nhà, con ở trên lầu rất yên tĩnh. Mỗi ngày có người bưng cơm nước, con lo cho thầy đầy đủ. Tôi làm thinh, suy nghĩ và nhớ lại xưa kia vua Tần Bà Sa La đã thỉnh Sa Môn Cù Đàm về cung cúng dường. Nhưng Ngài từ chối, bỏ đi nơi khác, vì lúc đó Ngài chưa đắc đạo. Nếu ở cung vua, nay ông hỏi thế sự, mai hỏi đạo, mốt hỏi đủ thứ chuyện, làm sao tu, trong khi Ngài cần có đủ thời gian yên tĩnh để thiền quán. Tôi nghĩ mình cũng gặp phiền phức khi nhận lời, vì ông mời về chắc chắn hỏi hết việc này đến việc khác làm mình rối loạn, thì công trình nghiên cứu phải bị dở dang. Tôi liền trở về Nhật. Tuy cuộc sống hẩm hiu, nhưng thấy an lành. Suốt ngày tôi ở thư viện, đọc sách, suy nghĩ và còn làm được nhiều việc. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đạt được trí tuệ, thấy được lý nhân duyên, thấy việc đáng làm mới làm. Chưa có trí tuệ nên cẩn thận, vì làm dễ thọ nạn, khó trở lại cuộc đời tu. Đó là kinh nghiệm mà tôi nhắc nhở quý thầy cô còn ngồi ghế nhà trường, cố gắng rèn luyện có đạo đức, có trí tuệ, không bị tam độc tham sân si tác hại thì mới nên ra làm đạo. Thể hiện lý này, sau khi đắc đạo, các nhà truyền giáo đi từ nước này sang nước khác, nghĩa là đi làm đạo của các ngài có trí tuệ soi sáng, thấy nên đi chỗ nào. Năm nay tôi có dịp đến thăm trường Đại học Rishō, Tokyo, nơi tôi đã tốt nghiệp. Lúc đó trường này làm lễ kỷ niệm thành lập 100 năm. Lần này tôi qua Nhật, có điều kiện trở lại thăm trường xưa, đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm thành lập trường. Tôi được biết các thầy dạy và các bạn quen ngày xưa đều qua đời. Giáo sư Saito, viện trưởng bây giờ còn trẻ, hơn 50 tuổi, cho biết trường đã nhiều lần thay đổi viện trưởng. Tất cả những gì ngày xưa mà tôi quen thuộc, nay không còn, mọi thứ đều thay đổi. Tôi nghĩ các tăng ni sinh cố gắng tu học để sau này có những đóng góp thiết thực, làm cho trường chúng ta cũng phát triển tốt đẹp giống như vậy. Việt Nam chưa có trường Phật học nào kéo dài 100 năm. Ngoài ra, ở Nhật, tôi cũng tới thăm ngôi chùa. Từ thế kỷ thứ 8 đã có thiền sư Phật Triết là người Việt Nam đi bè tre vượt biển đến chùa này để làm lễ an vị tượng Tỳ Lô Giá Na và sáng tác nghi tán hoa cúng Phật. Khi tham quan chùa này, tôi thấy tấm bia ghi Phật Triết ở Việt Nam, sáng tác vũ điệu dân hoa cúng Phật và bồ đề sen na làm lễ khai quang tượng Phật. Tôi nói với thầy trụ trì rằng, theo tôi nghiên cứu thì không phải như vậy. Ở Việt Nam, bồ đề sen na và Phật Triết
hai tên này là một người, vì dịch nghĩa là Phật Triết, còn ký âm là Bồ Đề Sen Na. Nghe tôi nói vậy, thầy trụ trì nói sẽ nghiên cứu lại. Ngài Phật Triết đắc đạo, thấy chỗ nên tới. Vì vào thời đó, Việt Nam là nước bị nhà Đường đô hộ, nên Ngài bỏ đi, sang Nhật là nước có chủ quyền, Ngài mới có cơ hội đóng góp, khai hóa cho Phật giáo được. Nếu các thầy có huệ như Ngài Phật Triết biết sang Nhật làm được lợi lạc cho đạo thì tốt, nhưng mình không biết thì có thể đi thử. Người ta mời thỉnh đi thử để quan sát xem làm được thì làm, không làm được nên tránh. Giả sử sau này nếu các thầy lọt vô vùng ngoại đạo tà giáo, phải cố gắng giữ mạng sống đi về. Hoằng pháp có nhiều mặt, phải vận dụng trí tuệ khéo léo để mình còn sống, còn lưu lại trong lòng người những ý niệm tốt đẹp. Thiết nghĩ mình vô hoàn cảnh khác thì phải có suy nghĩ khác, việc làm khác để tồn tại. Như đã nói, thành tựu giới định tuệ theo tinh thần nguyên thủy và đi hoằng pháp phải phát tâm đại thừa là làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng muốn được như vậy, phải có phương tiện huệ mới giải thoát. Không có phương tiện huệ thì việc làm bị nhiều hạn chế. Theo kinh nghiệm của tôi, đi hoằng pháp bất cứ chỗ nào, nếu đến chỗ thuận duyên thì thuyết pháp theo thuận duyên. Nhưng đến chỗ không thuận duyên, nhẹ nhất là tìm cách thoát thân. Nếu giỏi hơn thì đến chỗ không thuận duyên, phải chuyển nghịch thành thuận. Nghĩa là tìm được người chia sẻ thì ta chia sẻ và học cái hay của họ. Cần khẳng định rằng làm hoằng pháp không được cố chấp hệ tư tưởng nào. Phải tu học cho thành tựu giới định tuệ và sử dụng trí tuệ làm lợi ích cho cuộc đời thì Phật giáo phát triển. Nếu không mang đến lợi ích gì cho xã hội, Phật giáo tồn tại trong tình trạng đáng buồn là đứng bên lề xã hội. Để đáp ứng lợi ích cho nhiều người, các nhà truyền giáo dùng vô số phương tiện, không bài bác các tín ngưỡng khác là mê tín dị đoan. Thực tế cho thấy các nhà truyền giáo nhận thấy nhân dân tín ngưỡng gì thì họ tạm chấp nhận để rồi về sau chuyển hóa họ theo con đường tuệ giác. Nếu các thầy cứ khăng khăng rằng Phật giáo chỉ tu thôi, không có cúng bái, cầu nguyện gì hết, nhưng nhân dân cần cúng bái mà mình không đáp ứng nhu cầu này là chúng ta đẩy họ theo tà giáo để thỏa mãn ham muốn cúng bái. Dân chúng còn đặt niềm tin vào cúng bái, mình cũng sử dụng phương tiện này để dần dần chuyển hóa họ sống theo lời Phật dạy, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Sử sách còn lưu dấu ấn son sắc của những thiền sư đắc đạo có đủ cách làm như cố vấn cho nhà vua trị nước an bang, làm thuốc cứu người, dạy dân trồng trọt, thu hoa lợi dễ dàng. Không phải chỉ thuần tu, nhưng tu học đúng đắn và dùng phương tiện cứu đời giúp người mới đưa sinh hoạt Phật giáo phát triển được. Phát triển được. Phát triển